chào mọi người, gần bên bên sang nghe cuộc sống Mỹ. Hôm nay tụi mình có món lẩu Trung Quốc đó mọi người ơi. Thì Sóc Sinh là có một thời gian là ở Trung Quốc cũng rất là lâu, cho nên là ông cũng rất là thèm cái món này. Và nó chính xác hơn là mọi người đã đi ăn Hai Di Lao chưa ạ? Cái này là giống như cái vị lẩu xuyên tiêu ở Hai Di Lao luôn á. Với lại là mình làm cái món tôm thẻ này nè, rất là ngon luôn. Ăn giống như là ở trong Hai Di Lao, nên là không có cần phải tốn tiền đi vô trong đó nữa. What? Tàu hú. Wait, what's it again? Tàu hú. Tàu hú. Tàu hú. Đậu hú. I know, ăn tàu hú. You sang heo bờ lắm. I don't care. Nông lắm, nông quá. You bờ quá. Nông quá. Not you bờ quá. Yeah. Mọi người biết cái này là cái gì không? Này là đậu hũ kia á mọi người. Nè, bỏ vô. I'm gonna go cut it. You don't need to cut it, just broke it. Thôi để làm luôn cho rồi. Just give it to baby. Baby, too big. Don't worry. Too big. Cái này, cái miếng đậu hũ này nó bỏng lét à. Nó giống như tờ giấy vậy á. Đợi cho nó sôi miếng này. Ngon quá. Trời, chảy nước miếng. Too big. Way too big, baby. I think we need to get a scissor. Scissor? We don't need scissor. Doesn't get your bowl. Chưa sôi mà đã ăn rồi. Cái lẩu xuyên tiêu đặc biệt của cái lẩu Trung Quốc á, là nó có cái hạt ớt mà ăn nó the trong miệng, với lại là cái dầu rất là nhiều. Đặc trưng của lẩu Trung Quốc là dầu nhiều nha mọi người. Ngon không? That's the taste. Nó bỏ miếng rau vô nè. Cái này là măng tây. Nó to đùng à. Cái gốc nó to bằng hai ngón tay cái của mình trộn lại như vậy nè. Rồi cho miếng nấm vô. Ông nào ông quan tâm đúng đậu hũ à. Đậu hũ. Đó, cho miếng nấm vô nè. This will get this one, yes. What? Rồi cho miếng ghẹ sống vô. Do we need some more water, baby? I don't think so. Ngon quá. Ooh, I can't wait for the shrimp ball. Ừ. Tôm. 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 Ngon quá. Uống sinh tố. Hôm nay sinh tố mình không có chào đá nữa luôn. You burn. Ghẹ mọi người ơi. Mấy con ghẹ này nó bị ớt hết rồi. Mình bỏ vô để mình lấy cái cốt nước cho nó ngon thôi. Với lại gặm sơ sơ thôi à. Ghẹ này mình mua bên chợ Việt Nam á. Một bịch như vậy á. Cho 10 con đi. 10 mười mấy con gì đó. Là 7 đô. Là chưa tính thuế. Mà nó ớt hết trơn luôn. Ăn có gì hết trơn. Nó dở. Còn cái nấm này á, hình như là nấm đông cô tươi sao. Bên Việt Nam mình đâu có bao giờ biết là tươi là cái gì. Và bên này trong siêu thị Costco nó bán nè. Ngon mọi người, cái nấm này mình nướng là ngon. Ngon quá. Baby, are you gonna talk about Lam? Lam Market? Best market in Seattle. Ngon quá. No. Baby, I got a big onion from somewhere. It was good. How much from 1 out of 10? How much? Mấy điểm? 1 đến 10 mấy điểm? Maybe 7. We don't have all the ingredients. What ingredients? We need beef. We want some maybe like lotus root. Ổng cho cái nồi lẩu này là 7 điểm tại vì không có cái củ sen. Không có Robson, this mushroom good. Ổng nói là không có cái nấm kim chi dạng vậy, mình hiểu ý ổng. Không có thịt bò tại vì do tụi mình ăn bò với bữa giờ đi ăn nhiều quá nó mập á mọi người, cho nên là bữa nay mình á thật sự những cái này nó không có mập mấy. Chủ yếu là cái cục gia vị đó.
trời quá, mình phải che mặt mình. Nó mới có dầu trong đó thôi chứ tụi này mình tụi ăn mà không có mập. Oh, stream bowl. Quên baby. Quên mọi người ơi. Thôi được rồi. Baba, use the spoon. Cái này ngon lắm. Bỏ cái bột nếp vô nó đặc quẹo à, nó vo nó như vậy nè. Rất là ngon. Đây nè, mọi người thấy không? Ngon quá. Miệng chép luôn á. You don't want the ramen sauce? No, baby, I get it. I'm trying to get some mushrooms. Hạ lửa xuống. Khói nhiều quá. Khói quá là trên cái đèn báo cháy nó kêu nó chết luôn. Cái đèn nhà mình bực bội lắm mọi người. Cái chuông báo cháy á. Ví dụ mình tại vì bên đây lạnh mà tắm mình phải tắm bằng nước nóng. Cái hơi của trong cái nước nóng nó chảy ra, nó bay ra là cái đèn nó nằm ngay đó luôn, nó kêu hú hú ngày nào cũng hú hết trơn á. Also, I get some dish on help. Some what? Some crab. Oh my god. Cay quá. Cay lắm. Spicy. Cái ớt này là gọi là ớt đỏ, ớt Thái. Cay lắm mọi người. Nó cay mà nó sọc lên. Mình làm thêm miếng almost ready. Miếng sa tế tỏi ớt nữa. Trời, is it ready, hay. Baby? Ready? Yeah. Thompson, that highly loud scream. Yeah, baby, I know. Tôm này đúng giống như tôm highly loud luôn mọi người ơi. Không biết bên Việt Nam mình có bán cái gói gia vị này không, mọi người mua về cứ bỏ y chang mình như vậy là nó tự động ăn tu ngon. Rất là ngon luôn. Cho thêm nấm kim chi với thịt bò nữa. Rất là ngon. How about shrimp? Perfect. Ông này ăn cái gì cũng phải có cơm á. Người ta ăn lỡ ăn với mì, với bún, không ăn với cơm. Ngon quá. Ngon nhức nách luôn. Nếu mà ai chưa ăn đi lao hay đi lao mình có thể ví như lẩu xiên tiêu ở Kichi, mọi người lẩu băng truyền mình gọi cái vị lẩu xiên tiêu á, ngày xưa cái tên của nó là lẩu Mongolia, là lẩu Tây Tạng. Want any water, baby? No, I'm good. You want water? Nah, I want more rice. Đi lấy thêm cơm ăn được. Ngon quá, rất là ngon luôn. Lấy miếng khoai môn. Taro? Really good. Yeah, taro. I really like taro. Have you tried any crab yet? Not yet. Gua. Again? Gua. Gua. Cua. Con cua. Hôm qua tụi mình đi lên, hai đứa buồn. Trời mưa gió ầm ầm gì đó, tôi chạy ra ngoài cánh đồng bí đỏ mọi người. Bí đỏ cho thì lễ hội Halloween bên đây, lễ hội Halloween cũng là một cái gì rất gì là này nọ, cho nên là mình phải cho kẹo con nít nè, trang trí nhà. Mình không có bắt buộc nhưng mà theo phong trào thôi. Tụi mình đi ra ngoài đó mua bí về. Trời, bí khổng lồ. Bí là 50 đô. Bí cỡ 100 kg á, 50 đô một trái. Rồi mấy trái nhỏ là cỡ 5 đô, rất là rẻ luôn. Xong đi về tụi mình thấy chợ Lâm Seafood bên này là một cái chợ Việt Nam cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà mình hồi trước mình đi trong trung tâm Seattle. Nói chung là mình vô đó mình mùi nó nồng lắm mọi người. Sao cái chợ nó hôi lắm luôn á. Lần này đi vô cái chợ này nó sạch sẽ kinh khủng, mà cái gì cũng có. Nó có hơn ở những cái gì ở Việt Nam luôn. Tại vì những cái đồ Trung Quốc này nó cũng có luôn. Nó rất là to. Nó có luôn ốc hương, có luôn sò điệp, có luôn ốc cà na luôn mọi người. Bên đây có luôn ốc cà na, cũng biết nó dữ rồi. Có luôn ghẹ xanh này. Cái gì cũng có hết mọi người ơi. Mình đi mình thấy vậy mình mừng lắm. Ông này thấy cái chợ nó đã quá, ông nói là thích hơn cái chợ Hàn Quốc luôn. Không có sashimi thôi, là cá hồi sống để mình ăn tươi á, là không có thôi, còn lại cái gì cũng có hết. Nó có bán cá hồi nhưng mà không, nó không có cắt ra như là để mình ăn sẵn. Trời ơi, ghẹ có gì đâu anh. Trời, nó ớt bà cố luôn. Ngon không? The crab not good. Bình thường.
But we learned the only reason, only crab we buy is alive. We learned our lesson. Ăn cua chỉ có ăn cua tươi thôi mọi người ơi. Cua nó còn sống rồi mình luộc mình ăn là nó ngon nhất, nó chất lượng, nó ngọt. Còn những cái cua mà nó đã, người ta đã luộc sẵn hay là đã chế biến hay gì, nó không có tươi nữa. Mấy lần rồi, tại vì mình không có thích là kiểu như là hạn chế là giết mấy con cua, mọi người tội nghiệp lắm. I remember this crab actually isn't that bad though. Muốn chết đi, không có cua tiền mình nó trả thù. This one actually pretty good. Really? Oh, look at that. Big piece of meat. À, cái miếng của Robson ngon. Hôm bữa mình mới làm món mì Quảng cho Robson ăn. Mình không có quay lên tại vì mình nói mình sợ là mình không có thành công. Nhưng mà thành công không tưởng mọi người, rất là ngon. Mình nhái theo cái mì Quảng ở Vespa của Vũng Tàu. Hai đứa mình cũng khá hài lòng. Xương heo ăn như heo luôn. What? I was up at 3 in the morning looking around the apartment. Really? Mm. Trời đất ơi mọi người. Dậy lúc 3 giờ sáng để đi tìm cái căn hộ nào mà gần cái chợ Lâm á mọi người. Get info. Ăn như heo, get info fast. Yeah, it's good. I just finished my rice. You haven't finished yet, okay? You have too I'm much going to finish my rice. Không cho bỏ mướt cơm mọi người ơi. Ông hồi trước thật hay bỏ mướt cơm. Hot. It's for kids, baby. It's hot somehow. I'm not say spicy. Let's go to get a shot today too. Yep. Hôm nay tụi mình sẽ đi ra ngoài để lấy cái để chị chích vaccine lần 2. Tụi mình chích là chích cái loại Johnson Johnson. Cái loại đó là nó muốn hết tác dụng rồi mọi người ơi. Bây giờ bên Mỹ họ cho là những ai mà chích cái đó là được chích thêm loại khác nữa. You don't want screen bowl. Xong heo ăn rồi. Ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Ông ăn xong rồi, giờ còn mình ăn á. Trời, cái tôm này ngon quá mọi người ơi, mọi người làm theo mình không? Lâu lâu mình đổ khẩu vị ăn lẩu Việt Nam nhiều rồi, đổ qua cái lẩu này ăn rất là ngon. I told you, baby. Nóng quá mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại cho mọi người trong video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại.